Xin kính mời quý độc giả đến với điểm báo số 59 của Diễn đàn Doanh nghiệp. Số in ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Theo nghị quyết số 105 của Chính phủ vừa được ban hành về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động VCCI nhấn mạnh, việc giảm mức đóng và giãn thời hạn đóng kinh phí công đoàn được thực hiện sẽ giúp giảm một phần gánh nặng chi phí, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi trong bối cảnh khó khăn. Khảo sát đánh giá của VCCI cho thấy tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn trên trang 2, trang 3. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chống gian lận, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, việc Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo có phiên điều trần tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu thể hiện rõ sức nóng của vấn đề. Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn về nội dung tiền hoàn thuế là tiền của doanh nghiệp và nếu kéo dài mấy năm không hoàn thuế thì liệu doanh nghiệp có sống được không trên trang 4. Còn trên trang 5 là ý kiến của bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Bà Cúc cho rằng chính sách cần rõ ràng. Còn ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thì nhấn mạnh việc nhất quán chính sách giữa các cơ quan. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm với tổng mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí triệt để nhằm giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Mục bất động sản số này là bài viết về nỗi ám ảnh lãi suất thả nổi. Khi hiện nay nhiều ngân hàng công bố mức lãi suất cho vay bất động sản ở mức 10% một năm hoặc thậm chí là chỉ 5% một năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này chỉ áp dụng trong thời gian ngắn và sau khi hết thời gian ưu đãi thì mức lãi suất thả nổi cho vay mua bất động sản có thể lên tới 15% một năm. Ngoài ra, trên số in 59 cũng còn rất nhiều thông tin hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị độc giả.